Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, Zika Audio xin chào anh Thanh Bình ạ. Vâng, anh ở Hải Phòng ạ. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube và anh có đặt cho mình một đôi chép bã JBL. Vâng, ngày hôm nay bên em nhận rất là nhiều đơn đấy ạ. Vâng, em test lần lượt từng người một ạ. Vâng, đơn của anh Thanh Bình ạ. Vâng, đây là dòng loa chép bãi Mỹ mà bên em bán có 600.000 một đôi, bao ship toàn quốc ạ. Vâng, gì trước mặt đây ạ. Vâng, bên em đang test cho anh Bình. Vâng, hình dáng rất là đẹp. Và đặc biệt cái dòng này được sở hữu một cái màng phản xạ âm thanh rất là hay, chống chép bị chói, và đằng sau có phân tần rất là lạ. Vâng, gắn liền với lại cái từ luôn ạ. Rồi đây là em đang test anh Bình nhé. Vâng, trước tiên em thay mặt công ty cảm ơn anh Bình ạ. Vâng, cho to lên một tí để chúng ta cùng trải nghiệm cái giải chép ạ, giải cao, nó không bị ché tai. Rất là êm, cái giải chép này rất êm, vì nó không đánh trực tiếp mà đánh gián tiếp. Vâng, bên em còn rất là nhiều, các bác chúng ta đặt hàng nhé. Đây này, bên em để sẵn đây để bên em test này. Vâng, lan liền luôn ạ. Vâng, giải chép anh Bình anh nghe nhé. Vâng, nó rất là êm, có độ sắc nhưng mà không bị chói. Đây là cái đặc điểm của cái dòng la chép bãi JBL này mang lại. Vâng, hiện tại anh Bình nhé, bên em đang test cho anh, và cái đôi chép này của anh hoạt động rất tốt ạ. Vâng, sau đây xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng hàng và gửi tranh sớm nhất. Hôm nay là vẫn là ngày nghỉ lễ, ngày mai bên em bắt đầu ship hàng toàn quốc đấy ạ. Vâng, các bác hãy nhanh tay đặt hàng nhé. Vâng, xin chào anh Bình, hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ. Vâng, chỉ 600k một đôi thôi ạ. Vâng, rất là rẻ mà chất lượng thì cực kỳ tuyệt vời.